Xin chào anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh. Chúng ta đang theo dõi bản tin nhà Mường 24 giờ, nơi cập nhật những thông tin và hoạt động nổi bật của tập đoàn khách sạn Mường Thanh. Bản tin số 27 phát sóng vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao các đề xuất tại Hội thảo Nhân sự 2019. 4 sáng kiến Mường Thanh vượt qua vòng phỏng vấn quý 2 năm 2019. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến Hội thảo Nhân sự 2019 được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam. Đúng với tinh thần khẩu hiệu, tri thức, năng động và hiệu quả, Hội thảo Nhân sự 2019 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nhiệt tình. Rất nhiều những ý kiến, đề xuất, đóng góp đã được các đại biểu tham dự hội nghị đưa ra và nhận được sự tán đồng cũng như đánh giá cao của Ban Tổng Giám đốc. Trong gần 20 đề xuất được các đại biểu tham dự hội thảo đưa ra, 9 đề xuất đã được Ban Giám đốc phê duyệt ngay trong chiều ngày 11 tháng 7. Ngoài ra, có 3 đề xuất được Ban Giám đốc hoàn toàn nhất trí, giao cho các khách sạn có toàn quyền linh động xử lý trong quá trình điều hành tại đơn vị mình. Còn các đề xuất khác sẽ được Ban Giám đốc và các giám đốc chuyên môn xét duyệt trước khi thông qua. Rõ ràng, kết quả này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cộng đồng nhân sự Mường Thanh trong quá trình hoạt động tại đơn vị mình. Trao đổi với nhà Mường TV bên lề hội nghị, bà Lê Thị Việt Hà, Giám đốc nhân sự Văn phòng điều hành Tập đoàn khách sạn Mường Thanh, trưởng ban tổ chức Hội thảo Nhân sự 2019 cho rằng tất cả các đề xuất tại hội thảo năm nay đều vô cùng ấn tượng, thiết thực, chính xác và kịp thời. Có 3 cái đề xuất mà tôi thấy là khá ấn tượng và tôi tin rằng những cái đề xuất đó thì cũng sẽ giúp tạo dựng cái sự khác biệt, tức là đẩy mạnh cái vị thế cạnh tranh của mình và cũng hỗ trợ đơn vị mạnh mẽ trong cái việc tuyển dụng nhân sự cũng như nhân tài. Đó là đề xuất về ca gãy, tức là giúp người lao động có thêm động lực, có thêm cái nguồn năng lượng khi mà họ phải làm việc 2 ca trong một ngày. Thứ hai là đề xuất về hỗ trợ cho các sinh viên thực tập, cái khoản phụ cấp khi mà em tới thực tập tại đơn vị, bởi vì những cái khoản đó mặc dù nó không phải là số tiền lớn nhưng mà nó cũng thể hiện một cái sự quan tâm rất là lớn của ban giám đốc đối với nguồn nhân lực trẻ và cũng là nguồn nhân sự tiềm năng trong tương lai của tập đoàn. Và đề xuất thứ ba liên quan đến cái chế độ cho những nhân viên làm việc trong khu vực rất là nóng và môi trường rất là độc hại như là nhân viên làm ở Giặt Là, Lò Hơi thì cũng thể hiện cái sự quan tâm rất là lớn của ban giám đốc và ghi nhận công sức của người lao động. Cùng chung quan điểm với bà Lê Thị Việt Hà, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh nhấn mạnh tới tầm quan trọng của công tác nhân sự, cũng như cảm thấy các đề xuất tại hội thảo nhân sự lần này rất mới mẻ, thuyết phục và hữu ích với các đơn vị thành viên. Trong những cái đề xuất đã được phê duyệt ấy, tôi thấy là tất cả những cái phê duyệt thì đều thiết thực và đều cần thiết cho như vậy là các đơn vị, cho người lao động. Nhưng tuy nhiên mà tôi thấy một cái mà thiết thực và hữu ích nhất đấy là như vậy là có cái chế độ cho người làm ở bộ phận Giặt Là, bộ phận Lò Hơi. Thì đây là một trong những cái mà cái đề xuất mới và đã được phê duyệt. Bởi vì từ trước đến giờ thì chúng ta cũng đã có hỗ trợ, tức là ví dụ như đường, sữa hoặc là nước uống cho các cái bộ phận này. Vì các cái bộ phận này là làm việc ở những cái khu vực mà như vậy nó mang cái tính chất nặng nhọc và độc hại. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng ấn tượng về công tác tổ chức và chương trình làm việc của Hội thảo Nhân sự 2019. Đa số đại biểu đều nhất trí cho rằng hội thảo năm nay có bước tiến lớn và hấp dẫn hơn so với những lần tổ chức trước. Bản thân mình đã trải qua 2 kỳ đại hội nhân sự, lần 1 là năm 2017 và lần 2 năm 2 là bây giờ. Thì trong kỳ đại hội lần này thì rất là nhiều sự tiến bộ vượt bậc so với lần trước. Ví dụ như là có những cái phiên thảo luận về 3 chủ đề nóng hổi của cộng đồng nhân sự, đó là truyền thông nội bộ, tuyển dụng và đào tạo. Thì đó là một cái phiên thảo luận để cho mọi người trao đổi ý kiến rất là nhau và học tập được rất là nhiều kinh nghiệm. Và một cái ấn tượng nữa đó là ngoài cái phiên thảo luận ra thì cũng có những cái chuyên đề mà tập đoàn đã hướng dẫn cho các tập thể cộng đồng nhân sự của tập đoàn, đó là chuyên đề về tuyển dụng và truyền thông nội bộ cho tập đoàn trực tiếp mà hướng dẫn cho cộng đồng nhân sự, mà trước đây thì các nhân sự của tập đoàn chỉ làm việc theo dưới đơn vị và không theo một cái chưa được sự hướng dẫn của tập đoàn nhiều, và bây giờ là đã được chính hướng dẫn, thì hy vọng là với sự hướng dẫn này thì các khách sạn sẽ vận hành tốt hơn nữa. Trong cái hội thảo này thì em rất là ấn tượng với rất nhiều điều. Thứ nhất là về công tác tổ chức của ban tổ chức rất là bài bản và rất là công phu để cho hội thảo nhân sự nó có những cái thành công thực sự hơn, những cái có những rút được những kinh nghiệm qua những cái kỳ hội thảo lần trước. Rồi thứ hai là về chủ đề thì nó đa dạng và phong phú hơn. Và trong khi đó là có những cái tham gia của lần này có sự tham gia mới của phòng đào tạo và phòng truyền thông nội bộ, cũng đó là những cái điểm khác biệt hơn so với những lần hội thảo lần trước.
Em ấn tượng nhất là về cái trong cái chia sẻ về cái kinh nghiệm của các anh chị em nhân sự về cái những cái quy trình chính sách cũng như là các tạo động lực trong lao động. Về cái đặc điểm nổi bật là cũng có những cái chia sẻ mới hơn về thời kỳ nhân sự 4.0 thì nó cũng những đặc điểm mới hơn so với những hội thảo lần trước. Hội thảo nhân sự 2019 kết thúc với nhiều dư âm tốt đẹp, đáp ứng được kỳ vọng và mong đợi của ban tổ chức. Hy vọng rằng thông qua sự kiện này, các cán bộ phụ trách công tác nhân sự sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, truyền lửa tới từng cán bộ nhân viên tại đơn vị mình. Qua đó, thúc đẩy môi trường làm việc tốt hơn nữa để người lao động có thể cống hiến hết sức mình cho sự phát triển chung của Mường Thanh. Tiếp theo chương trình, Trương Phiến xin mời anh chị em đồng nghiệp cùng xem lại những hình ảnh đầy cảm xúc trong 2 ngày diễn ra sự kiện Hội thảo nhân sự 2019 vừa qua. Vừa qua, Hội đồng thẩm định Shark Tank Bay Sáng kiến Mường Thanh đã tiến hành phỏng vấn 6 sáng kiến Mường Thanh trong quý 2 năm 2019. Các Shark đã đánh giá những sáng kiến ở lần thẩm định này đều rất chất lượng và có tính áp dụng cao trong thực tế. Sau một thời gian thảo luận sôi nổi, Hội đồng thẩm định đã lựa chọn ra 4 sáng kiến để trình lên Tổng Giám đốc. Đó là cải tiến bộ cảm ứng xả nước tự động Tiểu Nam, tác giả Trần Văn Dũng, khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam, thay mặt kính cường lực của Cân Sức Khỏe,
tác giả Nguyễn Thành Nam, khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam; tái sử dụng xỉ than thành phân bón hữu cơ, tác giả Nguyễn Đức Vương và Nguyễn Tuấn Anh, khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu; thay bàn phím máy giặt máy sấy từ phím mạch than sang phím cơ, tác giả Trần Quang Trung, khách sạn Mường Thanh Luxury Viêng Chăn. Tuy nhiên, để được áp dụng trên tập đoàn, các shop sẽ tiếp tục thảo luận, xin ý kiến từ ban giám đốc và đưa ra câu trả lời sớm nhất tới tác giả. Bên cạnh đó, sáng kiến thay bàn phím máy giặt máy sấy từ phím mạch than sang phím cơ của tác giả Trần Quang Trung đến từ khách sạn Mường Thanh Luxury Viêng Chăn được hội đồng thẩm định khen ngợi và đánh giá cao. Tôi rất ấn tượng với lại Mường Thanh Viêng Chăn Lào, đội ngũ kỹ thuật của các anh em bên đó, nhưng tôi chung là đồng chí đã rất là nghiên cứu và thấy là cái tính thực tiễn đầu tiên đó là gì, mình áp dụng ngay được tại thực tế của đơn vị mình. Đấy, từ cái việc là máy giặt, thế rồi là máy sấy của mình bị hỏng bàn phím rất nhiều, từ bo mạch than mà đã chuyển sang phím cơ, phím bấm tay, và cái đấy tôi đã biết là kể cả gia đình tôi cũng bị hỏng. Ví dụ như là cái máy giặt nhà tôi đấy, và có đồng chí kỹ thuật gọi là hàng xóm tôi sửa nhưng mà sử dụng được rất lâu. Thế và cái này là tôi thấy tính thực hiện rất cao. Vì sao 7,5 triệu cho một cái bàn phím máy mạch từ nhà cung cấp đó, Vương Lực. Thế mà bây giờ chúng ta thay thế bằng sự sáng tạo của các bạn ấy, thì đã giảm được tới 6 triệu. Đó. Và như các bạn ấy thống kê là trong năm vừa rồi là thay tới sau khi thời gian hết bảo hành bảo dưỡng thì nó hỏng cả loạt luôn, tới 9 cái bo mạch phải thay. Đấy, mặt bàn phím phải thay, và như thế ta tiết kiệm được tới 5-60 triệu liền. Thì đấy là tôi đánh giá rất cao về tính thực tiễn và rất ấn tượng với các bạn đó. Sau vòng phỏng vấn, những sáng kiến và giải pháp hữu ích sẽ được hội đồng thẩm định trình lên tổng giám đốc phê duyệt và công nhận đạt chứng nhận sáng kiến Mường Thanh, sau đó triển khai áp dụng tại cấp đơn vị hoặc cấp tập đoàn. Trong năm thứ hai tổ chức, những người làm chương trình hy vọng sắc tăng bài sáng kiến Mường Thanh tiếp tục là sân chơi bổ ích để người Mường Thanh không ngừng sáng tạo và có nhiều ý tưởng, đề xuất mang tính ứng dụng cao trong tương lai. Như thường lệ, ở phần tiếp theo của chương trình, Trương Phiến xin mời anh chị em đồng nghiệp cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của tập đoàn khách sạn Mường Thanh trong 2 tuần vừa qua. Ngày 9 tháng 7 năm 2019, khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác cấp cao tới nghỉ ngơi khi đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam. Cùng đi với đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Ban kiểm tra Trung ương. Trong chiều cùng ngày, khách sạn cũng tiếp đón đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn về làm việc tại Sở Y tế tỉnh Hà Nam. Sau 2 năm đi vào hoạt động, Mường Thanh Luxury Hà Nam nhiều lần vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong nước cũng như quốc tế tới nghỉ ngơi và lưu trú. Trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Tại chương trình Gala Hội thảo Nhân sự 2019, khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam vinh dự được đón Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Nguyễn Văn Hùng trao chứng nhận kỷ lục là đơn vị tham gia hỗ trợ thành viên nhiều nhất tập đoàn năm 2018. Ngoài giải thưởng kể trên, ban tổ chức cũng tiến hành trao 9 giải thưởng tập thể và cá nhân khác có liên quan đến công tác nhân sự, đào tạo và truyền thông nội bộ. Chương trình Hội thảo Nhân sự diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 7 năm 2019 tại Mường Thanh Luxury Hà Nam, quy tụ gần 70 cán bộ nhân viên phụ trách mảng nhân sự đến từ các khách sạn thành viên của tập đoàn Mường Thanh. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trên quy mô toàn tập đoàn. Đầu tháng 7 năm 2019, khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam vinh dự được lựa chọn là nơi tổ chức chuỗi các sự kiện và hoạt động của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Cụ thể, trong khoảng thời gian một tuần, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019, hơn 300 đại biểu sẽ có mặt tại Mường Thanh Grand Quảng Nam tham gia chuỗi sự kiện sau: Hội nghị cán bộ đoàn trường học toàn quốc năm học 2018-2019, Hội nghị tổng kết chương trình tiếp sức mùa thi năm 2019, Hội nghị ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2, Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt, và đặc biệt quan trọng nhất là Hội nghị ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 2. Các đại biểu về dự hội nghị đánh giá cao chất lượng và dịch vụ của khách sạn. Bên cạnh đó, đoàn cũng bày tỏ sự hài lòng về thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên Mường Thanh Grand Quảng Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự chuẩn bị chu đáo của ban giám đốc khách sạn. Chiều ngày 5 tháng 7, tại tầng 2 tòa nhà Mường Thanh, phòng đào tạo đã tổ chức khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân dành cho tất cả anh chị em văn phòng điều hành. Khóa học có sự góp mặt của Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Nguyễn Văn Hùng và Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh anh Phạm Hồng Dũng. Tại buổi học, giảng viên Nguyễn Thế Cường, Giám đốc đào tạo và kiểm soát chất lượng đã giúp các học viên nhà Mường làm rõ một số quy định như thế nào là thương hiệu, thế nào là thương hiệu cá nhân, tầm quan trọng của thương hiệu cá nhân hay xây dựng thương hiệu cá nhân ở đâu và khi nào. Xây dựng thương hiệu cá nhân là khóa học mở đầu chiến dịch đào tạo toàn dân học tập của văn phòng điều hành năm 2019, qua đó thúc đẩy chiến dịch này phát triển mở rộng khắp phạm vi toàn tập đoàn trong 6 tháng cuối năm.
Thảo Mai giao bán chỉ vàng, vào đến giữa làng lại bán chỉ xanh. Ý nghĩa của câu ca dao này là để châm biếm những người thiếu trung thực, hay nói cách khác là giả tạo trong lời nói và hành động của mình. Chính vì vậy, Thảo Mai được sử dụng để chỉ những hành động không thành thực với cảm xúc hoặc gượng gạo không tự nhiên. Và tất nhiên, trong môi trường cuộc sống hàng ngày của chúng ta vẫn tồn tại những thành viên có tính cách kể trên. Trong clip 2 tuần này, nhà Mường 24 giờ xin phép được gửi đến anh chị em đồng nghiệp Mường Thanh câu chuyện về một người với một cái tên vô cùng đặc biệt, Hoàng Thảo Mai. Tôi là Hoàng Quốc Phương, năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng, là bà mẹ của hai ông chồng và một con. Ôi chết nhầm, một chồng và hai con. Mọi người thường gọi tôi là Hoàng Thảo Mai. Tôi cũng không hiểu vì sao mọi người gọi tôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ Thảo Mai có nghĩa là xinh đẹp, rất đúng với giao diện của mình, nên tôi cũng vui vẻ đón nhận lấy cái tên này. Bạn thắc mắc công việc của tôi đang làm đúng không? Vậy tôi sẽ kể cho các bạn nghe một ngày làm việc của tôi bắt đầu bằng cách luyện cơ hàm kiểu như thế này này. Hôm nay đi làm muộn đấy. Ui, sáng nào anh bận tập hết tập gym để bơi để làm cân. Eo ơi, Thảo nào người đẹp hẳn ấy, múi nào ra múi đầy, bắp quần quận ra. Nhìn cứ như thoát thần đấy, em ơi, thần đấy nhở. Thì mình tốn công tốn sức thì nó phải có hiệu quả cho em. Công nhận, đẹp. Mà tình hình đi tập như thế, vợ anh cũng kêu mệt, đã 90 phút cũng kêu mệt. Khổ thế đấy. Khiếp, đúng cái lão điên, tưởng bở. Người thì eo ai eo uột, toan mỡ. Nhìn cái bản mặt kìa, có khác gì chưa bắt giới phiên bản 4.0 không? Làm như báu lắm ý. Xuống ghế để anh. Mày này sexy thế. Chị cũng chết đi lộc điều chị đấy không? Đẹp, đẹp, tuyệt vời luôn. Chị là con gái chứ còn rõ rãi hơn mấy thằng đàn ông. Chợt, em mà đi vào thang máy kiếm được khối tiền đấy. Chị cứ là cái đàn ông. Xì. Bố con dở. Chồng người thì có một mẩu 25 năm không ma nào thèm ước. Hàng tồn kho mất chìa khóa mất cứ tưởng bẫm. Mặt mày á, có mặt đập hết đi làm lại cũng không đẹp được đâu em ạ. Chỉ có cách là bảo mẹ đẻ hẳn lại thôi. Ê bà chị. Cô anh, cái gì đấy? Sinh nhật chị đã. Ôi, chị cảm ơn nhá, cái gì này. Ủa, màu vàng đẹp thế. Ủa, cái váy này xinh nhở. Chuẩn. Em mà lại con mắt của em chuẩn. Em có con mắt của khách nước ta đấy. Đẹp đấy. Quá chuẩn. Mà cái này là hơi được. Ở quán thì em con mắt của em số 1 luôn. Thế sao con đi làm ở đây làm gì? Không số mở cửa hàng đi phí. Số rồi. Cảm ơn nhá. Rồi, thank you. Ôi giời. Bố cái thằng dở hơi. Gu thẩm mỹ trông kinh chết đi được. Đầu thì to mà óc như hạt nêm cơ no. Mặt mũi đầu óc như giao diện Windows 96. Tốn cơm tốn vải của bố mẹ mày. Đấy, tôi là như thế đấy. Ai cũng yêu quý tôi hết. Tôi không bao giờ làm mất lòng ai cả. Luôn nói những điều tốt đẹp. Và tôi luôn nghĩ đấy là chuẩn mực mà tôi cần phải tiếp tục. Ông đi vào đây. Vào đây. Tôi ở này. Tối tỏ tình đúng không? Ừ, tôi có một loại bánh này phát chuyển nó dành cho ông. Hả? Bánh gì đấy? Ừ, bánh nói thật. Thật không đấy? Tôi đùa bao giờ đâu, nó bắt nó lừa không nhỉ? Thì chưa. Thế là quan khẩu. Có chứ. Trời ơi, lấy thì chờ tí. Mở to mắt ra mà nhìn. Tôi để đây. Tôi để đây thật lớn. Đâu? Chị Phương, sao chị lấy bánh của em? Tôi đói quá, ăn tí. Ôi, chị chờ chén đấy. Bánh của em, chị cứ hỏi em, chị lấy của em. Ôi giời, bánh nói thật à? Ơ, chị còn gì nữa? Bánh nói thật là nào? Chị Phương á, xem áo em thế nào. Tối nay em đi tỏ tình đấy. Ôi, mày nhìn lại mày xem. Đầu thì bằng nửa thân ý, tóc thì lơ thơ, vài sợi chán khói như đường băng. Loại như mày á, chó nó yêu em. Chị, em đang làm gì chị Phương chưa mà chị nói không ra cái gì? Không, chị nói thật đấy, mày như thế thật mà, trong mày chỉ lời thật mà. Chó nó yêu. Lâm, chị bảo này. Cái gì mồ nào đấy? À, con ông béo này. Loại người như ông, chó nó yêu, khó tính khó nếp. Ôi hay nhỉ, đến ngày xong rồi dư. Bóc tay như này à, như cái chổi xẻ cắt ra mà quét nhà nhá.
ơn anh chị em đồng nghiệp đã đồng hành cùng với bản tin Nhà Mường 24 giờ trong 15 phút vừa qua. Bản tin Nhà Mường 24 giờ được phát sóng 2 tuần một số vào 11 giờ trưa thứ 6. Mọi đóng góp cho chương trình vui lòng gửi về địa chỉ email nhamuong@muongthanh.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.